quý vị và các bạn. Trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, bạn đã biết sẽ đi đâu cùng người yêu và gia đình hay chưa? Nếu chưa thì hãy lưu tâm đến lễ hội khinh khí cầu Đà Nẵng sắp sửa diễn ra vào dịp lễ này nhé. Hãy chuẩn bị tinh thần sống ảo với khung cảnh đầy sắc màu của những chiếc khinh khí cầu khổng lồ nha. Lễ hội khinh khí cầu Đà Nẵng sẽ được tổ chức từ ngày 27 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019. Và nơi được chọn diễn ra chính là khu công nghệ cao và Hồ Hòa Trung, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây có thể nói là một dịp lễ được đông đảo mọi người quan tâm đến ngày gần nhất. Và lễ hội cũng thu hút được đông đảo khách du lịch gần xa đến với Đà Nẵng. Với những chiếc khinh khí cầu màu sắc sặc sỡ được thả lên bầu trời rộng lớn, hứa hẹn sẽ làm cho bạn không thể rời mắt với khung cảnh tuyệt vời ấy. Hồ Hòa Trung thuộc địa phận hai xã Hòa Ninh và Hòa Liên thuộc quận Liên Chiểu. Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với nhiều bạn trẻ với khung cảnh nên thơ. Mọi người thường xuyên đến hồ để cắm trại, dã ngoại và hơn hết là chụp những tấm hình vô cùng đẹp mắt với hồ nước xanh mát nơi đây. Hồ cách trung tâm chừng 20 km, đường đi cũng vô cùng dễ. Với địa điểm vô cùng thuận lợi và đẹp như thế, Hồ Hòa Trung hứa hẹn sẽ tạo nên một lễ hội khinh khí cầu thành công rực rỡ khiến bạn phải trầm trồ. Hãy sắp xếp thời gian đến Đà Nẵng để tham gia lễ hội các bạn nhé, và tha hồ check-in dưới bầu trời khinh khí cầu đầy màu sắc tuyệt đẹp phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Xin chào và hẹn gặp lại!